Kính thưa quý vị giáo viên cũng như quý vị phụ huynh, tôi Sa Tấu Lam xin chia sẻ với quý anh chị một cái cách để mà học cuốn sách Em học phần Mao. Trong cuốn sách Em học phần Mao của tôi Sa Tấu Lam đó thì có những cách học nó khác với cách chúng ta đánh vần từ xưa đến nay. Về cái cách đánh vần của bộ sách Em học phần Mao đó là chúng em cho các em học ghép cái âm đầu và âm sau. Thay vì Việt Nam mình thì mình gọi là nguyên âm ghép với phụ âm. Chúng em làm có cách khác tí xíu. Và cái cách trước năm 75, cách ráp vần trước năm 75 và cách ra phần sau năm 75, cái nào nó cũng có cái hay của nó và nó cũng có cái dở của nó. Tuy nhiên bộ sách Tao Lam tụi em sẽ không dùng trước 75 cũng không dùng sau 75, mà tụi em dùng cái cách riêng của tụi em, của tụi sách Tao Lam. Vì vậy cho nên xin quý vị phụ huynh cũng như quý vị giáo viên chấp nhận cho cái cách này. Cách này thì theo cá nhân em thấy thì nó rất là dễ sử dụng, và hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho các em của mình biết tiếng Việt, đọc và viết rất là nhanh. Thì như đã thưa thì mọi người Mỹ là người ta có câu là think outside of the box, vì vậy cho nên em chọn tấm hình này. Cách đánh sàn vần trước 75 thì cá nhân bản thân em cũng không có thể đánh vần được, chứ đừng nói chi mà dạy cho mấy em nhỏ. Cách đánh vần sau năm 75 đó thì bản thân em rất là thích. Tuy nhiên nếu mà dùng cái cách đánh vần đó cho những em mình tạm gọi là ông Mỹ con, những mà anh chị Mỹ con của mình ở đây á, ở Mỹ á, sinh ra và lớn lên ở Mỹ đó, thì biểu các em đi đánh vần nó rất là khó để cho các em nhớ. Và cái sự khó đó thì trong suốt mười mấy 20 năm làm việc với gia đình Phật tử thì em đã biết được cái chuyện đó nó khó như thế nào. Vì vậy cho nên cái bộ sách tụi sách đó làm em soạn theo cái kiểu học vần của Mỹ, học vần theo kiểu rhyme đó, mà cái rhyme đó là cái cách mà rất là dễ cho các em ráp vần. Và vì vậy cho nên tôi sẽ đâu làm chọn cái cách này để làm. Cách ra vần như vậy nó đúng hay sai thì từ từ chúng em sẽ trình bày. Có thể nó đúng với cá nhân em, với các em học ở Mỹ, nhưng không đúng với người lớn. Đó là lý do tại sao em chọn cái tấm hình này. Anh chàng bên này thì nhìn đây là có bốn cục gỗ, bốn cây gỗ, 1, 2, 3, 4. Nhưng mà anh chàng này thì lại nói là trong này chỉ có 3 cây gỗ thôi, 1, 2, 3, 3 cây gỗ. Anh nào đúng, anh nào sai, cái chuyện đó thật sự ra nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là làm sao để các em có thể học được tiếng Việt nhanh nha. Và một lần nữa xin quý anh chị chấp nhận cho cái kiểu ráp vần mới của tụi em. Đây là cái cách ráp vần mà rhyme theo kiểu Mỹ. Ví dụ như cái vần này, cái vần ô. Ô, khi các em biết được cái chữ này là cái vần này là vần ô rồi đó, mấy em chỉ cần lấy cái phụ âm đơn ghép vô vần ô thì nó sẽ ra thành chữ. Ví dụ n o no s o so g o go h i hi m i mi s i si w i wi. Biết được cái vần nó là gì rồi, cái âm của cái vần nó là gì rồi thì mấy em sẽ ráp vần rất là dễ dàng. Ví dụ như nguyên âm A thì các em gọi nó là âm A nha. Cái này em cũng xin thưa trước là tiếng Việt thì nó có nguyên âm và phụ âm. Cái nguyên tắc ráp vần nguyên âm phụ âm như thế nào thì chúng ta ai cũng biết rồi. Nhưng mà riêng bộ sách tụi sách Âu Lan, bộ sách Em vào học bằng mail của tụi sách Âu Lan thì tụi em không gọi nó rằng là nguyên âm hoặc phụ âm, mà
tụi em chỉ gọi nó là âm đầu và âm sao. Khi mấy em biết được âm đầu và âm sao thì mấy em có thể ráp lại thành chữ. Và khi em viết chữ, viết chính tả cũng vậy, mấy em dựa theo cái âm đầu và âm sao các em viết chính tả. Và chúng tôi có thể bảo đảm cái kết quả nó rất là cao. À, ví dụ như chữ này, cái âm sao của nó là A, âm đầu nó là G, G, A, K. Âm đầu nó là G, âm sao nó là A, G, A, Ga, T, A, Ta, Ng, A, Nga, Ch, A, Cha, L, Á. Cái âm này làm Á nha, A, A sắc Á, mình lấy cái âm nó là Á. L, L, lá, M, má, N, ná, R, xá, rá, cờ, cá. À, đó là cái cách ráp vần khác hẳn với những gì chúng ta đã từng học. Và cuốn sách này xin quý vị, nếu có chỉ cho các em, chỉ theo cái kiểu như thế này, đừng có chỉ theo cái kiểu đánh vần cờ a ca sắc cá. Nó sẽ làm cho các em rất là confused và mấy các em cảm thấy khó khăn trong vấn đề và học tiếng Việt. À, phụ âm đơn. Nói về phụ âm đơn thì tất cả khi mà các em học ABC của tiếng Anh và ABC từ tiếng Việt á, thì các em sẽ rất là confused, không lúc nào không biết lúc nào gọi nó như thế nào. Thì cái điều này quý vị xin, mỗi lần các em mà quên á, xin quý vị nhắc cho mấy em một điều rằng, ví dụ như chữ chữ tiếng Việt gọi là chữ này chữ bờ ha, nhưng mà tiếng Anh á, gọi là bi. Nó cái tên nó là bi nhưng mà cái âm nó vẫn là bờ. Ví dụ như bi, nhưng mà chữ bức là bờ, ức, bức, bờ, bờ. Ví dụ như chữ cờ, chữ tiếng Anh gọi là si nhưng mà cái âm của nó là âm cờ, cức. À, ví dụ như chữ chữ h, tiếng Anh gọi là hờ, à, tiếng Anh gọi là h nhưng mà cái âm nó là âm hờ. Ví dụ như hờ, how's, how's, or how, how are you, là nó hờ. Vì vậy tất cả các chữ phụ âm nó có cái âm giống y như tiếng Anh. Vì vậy cho nên rất là dễ để các em nhớ lúc nào cái chữ đó cái âm nó là như thế nào. Ví dụ như chữ 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 L, tiếng Anh gọi là chữ L nhưng mà cái âm của nó là L, lo. À, cho nên khi các em quên cứ hỏi mấy em cái âm của tiếng Anh nó là cái gì thì các em sẽ nhớ. Và tất cả các cái phụ âm đều có cái âm ở đứng ra sao, ngoại trừ chữ K và chữ GI gọi là G. À, cái này B, C, D, D, G, H, K, L, M, N, P, W, R, S, T, V và S. Bây giờ mình qua cái phụ âm ghép ha. Chữ này là chờ. GI mình gọi là z, z. Khờ, nhờ, ngờ, ngờ hát. Ngờ hát, trường hợp của ngờ hát là nó chỉ đi chung với cái nguyên âm y và nguyên âm e. Khi nào có nguyên âm y, nguyên âm e thì phải bỏ chữ hát vô. Tại sao? Không rành. Không biết tại sao là lúc mà người ta chế ra bộ chữ tiếng Việt thì người ta làm như vậy, thì bây giờ mình cứ cứ làm theo thôi nha. À, tr, w, f, th, g, h. GH này cũng đi chung với chữ nguyên âm i và nguyên âm e, i ngắn và e nguyên âm e.
Rồi, trong một cái bài học thì chúng tôi không cần các em phải thuộc nhiều. Chỉ cần các em thuộc 6 cái âm này thôi. Câm e, é, è, ẻ, ẻ, ẻ. Mấy em chỉ cần thuộc, nhìn vào và biết cái âm nó là này là âm gì, thì các em sẽ có khả năng đọc được trên 100 chữ. Các em có thể đọc được 10 câu tiếng Việt chỉ dựa vào 6 cái âm này thôi nha. Bằng mọi cách khi dạy các em cái bài học nào thì phải thuộc cái âm sao của bài đó. Chúng tôi gọi cái này là âm sao nha. Bắt buộc phải thuộc, nếu không thuộc không thể học được. Không thể thành công chứ không phải là không thể học được. Sẽ không thành công nếu như các em không thuộc nhận biết được cái âm này là âm gì. Nhớ cái âm này là e, cái này là e sắc é, e huyền é, e hỏi é, e ngã é, e nặng é. Luôn luôn lúc nào cũng bắt mấy em học thuộc cái này. Không những học thuộc cái này mà mấy em qua học bài số 3, số 4, thỉnh thoảng mình vẫn trở lại mình kiểm tra để cho mấy em nhớ những cái âm này. Khi nào các em nhớ thuộc lòng cái âm này thì các em sẽ có khả năng đọc được tiếng Việt và khả năng đọc được rất là cao. Bài số 2, đây là cái cách mà ráp vần. E, é, e, é, é, é. D, E, D. Đó là cái cách mà tôi sách Âu Lan ra vần. Cái âm đầu là D, D. Âm sau là E, D, E, D. L, E, L, E, L. H, E, H. V, E, V. S, E, S. M, E, M, E, mẹ. Cách rất rất bằng rất là đơn giản, giống y như học RAM của tiếng Anh, không khác một tí xíu nào hết nha. Đây là cái hồi nãy chúng tôi nói rằng là khi mà mấy em biết được sáu, các em sẽ biết được sáu cái âm này thì các em có thể đọc được trên 100 chữ. Nội sơ sơ trong những cái chữ trong trong này không đó là đã bao gồm trên 70 chữ, khoảng 70 chữ, và cái phụ âm ghép nữa bỏ vô nữa thì coi như các em có thể đọc được trong 100 chữ. Trong 100 chữ đó các em chỉ cần thuộc e thì các em có thể thuộc đọc được những cái chữ như đây. Ví dụ m e m n e n m e mé, c e kẻ, h e hẹ. Và đây là cái bài tập đọc. Cách mà tôi sách áo lam thực hiện cái cuốn Em học vần mau đó là các em học, ví dụ như cái bài số 1 là vần A, thì tất cả những cái câu tập đọc, những bài viết, những bài homework và tất cả những cái gì các em học trong cái bài đó không đi qua cái vần A. Và cái bài này là bài số 2, nó vần vần A nó em học là bài số 1, bài số 2 là vần E. Cho nên tất cả những gì các em học trong cái bài số 2 nó chỉ bao gồm bài số 1 là vần A và bài số 2 là vần E. Các em sẽ không đọc, không làm, không học những gì mà các em chưa có học tới nha. Ví dụ như
tất cả những cái câu này chỉ có vần A và vần E, vần É. Thì qua cái bài số 3 có cái vần E thì nó chỉ các em chỉ học những gì liên quan tới A, E và E. Cứ như vậy cho tới khi các em học tới cái vần cuối cùng. Và ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cái cuốn sách coi như là cũng cuốn sách này nhưng mà giúp các em học tự học ở nhà. Cái này là design để mà là coi như là self learning, vẫn giống y như cái cách mà giáo viên dạy ở lớp, miễn làm sao các em thuộc được những cái nguyên âm này: e, é, e, é, 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 thì các em có thể đọc được bài. Ví dụ như e, é, e, e huyền, e sắc, e, e, e. Ê ê hỏi ê ê ngã ê ê nặng. Ở nhà mấy em có thể sau khi mà chúng tôi hoàn thành cuốn sách audiobook này rồi đó, qua dạng PDF rồi á, thì chúng tôi sẽ gửi về cho mỗi em một cái cuốn sách này. Một là quý vị có thể download từ Internet xuống, hai là chúng tôi sẽ cung cấp cái đĩa để các em đem về và các em bỏ vào computer và các em tự học cũng được. Không cần phải đến lớp mới học được cái bộ sách này. À, cái này thì nó có lợi ở chỗ là ví dụ như các em bữa đó các em bệnh hay là vì bất cứ lý do gì đó mà các em không đi sinh hoạt được đó, thì các em có thể mở cuốn sách này ra và tự học. Đây là cái cách mà nó ráp vần e sờ e c đây là cách ráp vần mà từng cái âm một để giống như là một cái sample, cái mẫu để cho các em tập đọc những cái chữ ở dưới nha. E D E D E D L E L E L H E H E H V E V E V S E S E S M E M E mẹ D cái đó là cái cách mà các em ráp vần. Và cái phần ở chỗ này thì các em có thể học như thế này. Ví dụ như chữ chữ me đi, thì các em phải để con chuột lên chữ cái phụ âm m, âm đầu là m. M e mẹ e m m e mẹ. Ví dụ như chữ té đi ha, lên t e té t é té v v
v e v. Đó là cái cách mà các em ráp vần. Xin quý vị là cố gắng giúp các em. Chỉ cần một tuần, chỉ cần 50 phút, check mấy em coi mấy em có học bài hay không, và xem trở lại coi các em đọc cái chữ đó có đúng hay không dựa theo cái phương pháp này. Ví dụ như cái này là cái phụ âm ghép, nó cũng tương tự giống như cái phụ âm đơn thôi ha. Mình lên đây phở E é phê phở E phê. Ví dụ như thơ thế, rất là đơn giản vậy. Và cái vấn đề cái phần tập đọc đó cũng xin quý vị phụ huynh là cố gắng giúp các em đọc những cái chữ này. Thật sự ra nếu như mà cái phần ở trên á các em đã học được rồi, thuộc được cái phần ở trên rồi, ở dưới này thì các em dư sức để đọc. Nhưng mà có một điều đó là tội nghiệp cho mấy anh Mỹ con của mình lắm. Cái giọng nói đớ đớ, nói không có rõ cái chữ ra. Mấy em không có quen nói cái chữ Việt Nam, cho nên á mình biết rằng là mấy em đọc đúng đó, nhưng mà cái âm mấy em phát ra nó lợ lợ sao đâu đó. Vì vậy cho nên xin quý vị phụ huynh cũng như quý vị giáo viên là cố gắng chỉnh mấy em nói cho rõ ra. Đặc biệt dặn với mấy em rằng á, cái tiếng Việt của mình á, cái dấu nào cho nó ra cái dấu đó, nói phải nó rõ cái dấu ra, nó chuẩn cái dấu thì cái chữ nó mới đúng được. Chứ còn nhiều em nó nói lỡ 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 đỡ đỡ, cứ tưởng tượng người Mỹ nói tiếng Việt sao thì y như vậy, nó không khác chút xíu nào hết. Cho nên cái vấn đề đọc ráp vần thì chắc chắn là các em biết cách rồi, nhưng cái phát âm cho nó chuẩn, cái chuyện đó cần phải có sự giúp đỡ của phụ huynh. Còn đừng có dựa vào giáo viên ở ở trường, mà dựa vào giáo viên để mà chỉnh các em thì cái chuyện đó là hơi khó. Lý do tại sao? Mỗi một năm như vậy đó thì các em chỉ được học tiếng Việt có khoảng vỏn vẹn 40 tiếng đồng hồ. Mà các em ở nhà với phụ huynh là everyday, mỗi ngày. Vì vậy cho nên 40 tiếng đồng hồ, nếu như mà phụ huynh giáo viên mà dạy các em đó thì không cách nào mà tiếng Việt các em có thể khá nổi, tại vì nó chỉ có 40 tiếng. Còn một ngày 24 tiếng đồng hồ, trong đó hết 15 tiếng đồng hồ là các em nói tiếng Anh. Đi học hết 6 7 tiếng đồng hồ nói tiếng Anh rồi, về nhà đó thì đại đa số chúng ta lại nói tiếng Anh với các em chứ không nói tiếng Việt. Lý do tại sao nói đại đa số, tại trong đó có con của tụi em cũng nói tiếng Việt với tiếng Anh như tụi nó. Nó rất là khó, nhưng chúng ta phải đi từng bước một chỉnh kéo các em về trở lại bằng cách thường xuyên nói chuyện tiếng Việt với các em, và ép các em nói tiếng Việt bằng cách là giả vờ mình không hiểu cái câu mấy em nói là tiếng gì, cứ khuyến khích cho các em nói tiếng Việt thì các em tiếng Việt các em sẽ nó sẽ khá hơn. Và trong cái cuốn sách Vỡ Lòng và cuốn sách Mẫu Giáo đó, nếu như các em có thể học được, thuộc được cái bản nguyên âm này thì chúng tôi bảo đảm À. các em có khả năng đọc được trên 1.000 chữ tiếng Việt. Chỉ cần học thuộc được 60 cái âm này. À. Đây là bài số 1. A
Mỗi bài như vậy là có một cái âm như sáu âm. Làm sao các em có thể thuộc được 60 cái âm này thì các em có thể thuộc được, biết đọc được trên 1.000 chữ tiếng Việt. Vì vậy, mỗi một tuần, xin quý vị cố gắng làm sao để cho các em thuộc và biết được 6 cái âm này. Mỗi một tuần 6 âm. Thì trong vòng 10 tuần là các em có thể đọc được trên 1.000 chữ. Đó là điều bảo đảm luôn. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị không có thể giúp đỡ cho các em thuộc được 6 âm này mỗi tuần, thì vào lớp Việt ngữ thì chỉ có thể là 2 tuần hoặc 3 tuần thì các em mới có thể học hết cái bài này. Lý do tại sao nó đơn giản như vậy mà phải học tới 3-4 tuần là vì các em chỉ có học có 1 tiếng cho mỗi 1 tuần mà thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi cần phải làm cái thời gian nó dài ra để các em tất cả đều thuộc và hiểu được từng cái bài một. Riêng về những em mà ham học hoặc là những phụ huynh mà muốn cho các em học nhanh, tiến bộ nhanh, thì chúng tôi yêu cầu mỗi tuần một lần như vậy, một hàng như vậy, trong vòng 10 tuần, tức là 2 tháng rưỡi, thì các em có thể đọc được nguyên cái bộ sách. Mà nguyên cái cuốn sách như thế này thì nó là trên 1.000 chữ. Xin quý vị cố gắng giúp các em, vì chính quý vị chính là cái động lực chính để mà hướng dẫn các em, chứ không phải là giáo viên. Giáo viên chỉ có 40 tiếng một thanh một năm, nó không có nghĩa lý gì hết. Và cuối cùng thì từ sách Ola em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái đoạn video này, và chúc quý vị và các em thành công trong vấn đề học tiếng Việt. Xin chào quý vị.